Chương 3. Khấu trừ hoàn thuế. 1.1. Khấu trừ thuế. Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. 1. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế giả tăng đầu vào gồm thiên tai, hỏa hoạn. Các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu hủy. Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp tổn thất không được bồi thường để khấu trừ thuế. Trường hợp hàng hóa có hao hụt tự nhiên do tính chất lý hóa trong quá trình vận chuyển, bơm rót như xăng dầu, thì được kê khai khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của số lượng hàng hóa thực tế hao hụt tự nhiên không vượt quá định mức hao hụt theo quy định. Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của số lượng hàng hóa hao hụt vượt định mức không được khấu trừ hoàn thuế. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa dịch vụ hình thành tài sản cố định là nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, phòng thay quần áo, nhà để xe, nhà vệ sinh, bể nước phục vụ cho người lao động trong khu vực sản xuất kinh doanh và nhà ở trạm y tế cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp được khấu trừ toàn bộ. Trường hợp nhà ở cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp do cơ sở kinh doanh đi thuê thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế và giá cho thuê nhà ở công nhân khu công nghiệp thì thuế giá trị gia tăng đối với khoản tiền thuê nhà trong trường hợp này được khấu trừ theo quy định trường hợp cơ sở kinh doanh xây dựng hoặc mua nhà ở ngoài khu công nghiệp phục vụ cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp nhà xây dựng hoặc nhà mua thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế nhà ở công nhân khu công nghiệp thì thuế giá trị gia tăng của nhà xây dựng nhà mua phục vụ cho công nhân được khấu trừ toàn bộ trường hợp cơ sở kinh doanh có các chuyên gia nước ngoài sang việt nam công tác giữ các chức vụ quản lý tại Việt Nam, hưởng lương tại Việt Nam theo hợp đồng lao động ký với cơ sở kinh doanh tại Việt Nam, thì cơ sở kinh doanh không được khẩu trừ thuế giá trị gia tăng của khoản tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài này. Trường hợp các chuyên gia nước ngoài vẫn là nhân viên của doanh nghiệp ở nước ngoài, chịu sự điều động của doanh nghiệp ở nước ngoài, được doanh nghiệp ở nước ngoài, ở nước ngoài trả lương và hưởng các chế độ của doanh nghiệp ở nước ngoài trong thời gian sang Việt Nam công tác, Giữa doanh nghiệp ở nước ngoài và cơ sở kinh doanh tại Việt Nam có hợp đồng bằng văn bản nêu rõ doanh nghiệp tại Việt Nam phải chịu các chi phí về chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài trong thời gian công tác ở Việt Nam thì thuế giá tăng của khoản tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam do cơ sở kinh doanh tại Việt Nam chi trả được khấu trừ. 2 Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa dịch vụ kể cả tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế giá trị gia tăng thì chỉ được khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ. Trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ phần trăm giữa doanh thu chịu thuế giá tăng, doanh thu không phải kê khai tính nộp thuế giá tăng so với tổng doanh thu của hàng hóa dịch vụ bán ra, bao gồm cả doanh thu không phải kê khai tính nộp thuế không hạch toán riêng được. Cơ sở kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế giá tăng hàng tháng, hàng quý tạm phân bổ số thuế giá tăng của hàng hóa dịch vụ tài sản cố định mua vào được khấu trừ. Trong tháng, trong quý, cuối năm, cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế giá trị tăng đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng, theo quý. 3. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định, máy móc thiết bị kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào của hoạt động đi thuê những tài sản máy móc thiết bị này và thuế giá trị gia tăng đầu vào khác liên quan đến tài sản máy móc thiết bị như bảo hành sửa chữa trong các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chi phí được trừ theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành tài sản cố định chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí khí tài phục vụ quốc phòng an ninh tài sản cố định máy móc thiết bị của các tổ chức tính dụng doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ kinh doanh chứng khoán cơ sở khám chữa bệnh cơ sở đào tạo tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh dịch vụ khách sạn. Tài sản cố định là ô tô chở người từ chính chỗ ngồi trở xuống, trừ ô tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh dịch vụ, khách sạn, ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô, có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng. Giá chưa có thuế giá trị gia tăng thì số thuế giá trị tăng đầu vào tương ứng với phần giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ 4 khẩu trừ thuế giá trị tăng trong một số trường hợp cụ thể như sau a à, đối với cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức sản xuất khép kính hạch toán tập trung có sử dụng sản phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị tăng qua các khâu để sản xuất ra mặt hàng chịu thuế giá trị tăng thì số thuế giá trị tăng đầu vào tại các khâu được khấu trừ toàn bộ Ví dụ 58, doanh nghiệp X đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu và nhà máy để sản xuất chế biến phi lê cá tra, cá ba sa, tôm đông lạnh xuất khẩu. Doanh nghiệp tổ chức sản xuất khép kính từ khâu nuôi trồng kể cả trường hợp thuê gia công nuôi trồng mà doanh nghiệp đầu tư toàn bộ giống ao hồ, hàng rào, hệ thống tưới tiêu, tàu thuyền và nguyên vật liệu đầu vào khác như thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, dịch vụ thú y, đến khâu chế biến tôm cá để xuất khẩu. Doanh nghiệp X được khấu trừ toàn bộ thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định của hàng hóa dịch vụ mua vào không hình thành tài sản cố định tại tất cả các khâu sản xuất chế biến. Ví dụ 58A. Doanh nghiệp A đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu và nhà máy để sản xuất khép kín từ khâu nuôi trồng, bao gồm cả thuê gia công nuôi trồng mà doanh nghiệp A đầu tư toàn bộ giống, ao, hồ, hàng rào Hệ thống tưới tiêu, tàu thuyền và nguyên vật liệu đầu vào khác như thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, dịch vụ thú y vân vân, đến khâu chế biến phi lê cá tra đông lạnh để xuất khẩu và bán trong nước. Trong quá trình sản xuất, doanh nghiệp A đã mua thêm cá tra của các doanh nghiệp khác hoặc của các hộ nông dân. Cá tra mua ngoài trước khi đưa vào nhà máy đều được tập trung nuôi tại ao hồ của doanh nghiệp A cùng cá tra do doanh nghiệp A tự nuôi. Cá tra do doanh nghiệp tự nuôi và cá tra mua ngoài được đưa vào nhà máy chế biến thành sản phẩm cá tra phi lê qua công đoạn và theo quy trình. Cá nguyên liệu làm sạch, cắt đầu, lột da, bỏ nội tạng, cắt phi lê, ướp muối, đông lạnh xuất bán. Doanh nghiệp A được thực hiện kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng như sau. Doanh nghiệp A được khấu trừ toàn bộ thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định và của hàng hóa dịch vụ mua vào không hình thành tài sản cố định tại nhà máy phục vụ khâu sơ chế cá tra phi lê theo quy trình nêu trên. Cá tra phi lê có nguồn gốc do doanh nghiệp A tự nuôi để xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% và doanh nghiệp được khấu trừ toàn bộ thuế giá trị tăng đầu vào có liên quan đến hoạt động xuất khẩu cá tra phi lê. Trường hợp doanh nghiệp nuôi cá tra sau đó chế biến thành cá tra phi lê vừa để xuất khẩu vừa để bán trong nước thì thuế giá trị tăng đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ phần trăm doanh thu xuất khẩu trên tổng doanh thu doanh thu xuất khẩu và doanh thu bán trong nước. Ví dụ 59, doanh nghiệp Y đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu và nhà máy để sản xuất chế biến các sản phẩm từ sữa tươi sống như sữa tươi tiệt trùng, sữa chua, format, vân vân. Doanh nghiệp tổ chức sản xuất khép kín từ khâu chăn nuôi kể cả trường hợp thuê gia công chăn nuôi mà doanh nghiệp đầu tư toàn bộ con giống như bò, dê, chuồng, trại, hàng rào, trang thiết bị, vắt sữa, hệ thống vệ sinh chuồng, trại và nguyên vật liệu đầu vào khác như thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, dịch vụ thú y đến khâu chế biến thành các sản phẩm từ sữa. Doanh nghiệp y được khấu trừ toàn bộ thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định và của hàng hóa dịch vụ mua vào không hình thành tài sản cố định tại tất cả các khâu sản xuất chế biến. B. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh có dự án đầu tư thực hiện đầu tư theo nhiều giai đoạn, bao gồm cả cơ sở sản xuất kinh doanh mới thành lập, có phương án sản xuất kinh doanh tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán tập trung và sử dụng sản phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị tăng để sản xuất ra mặt hàng chịu thuế giá trị tăng. Nhưng trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản có cung cấp hàng hóa dịch vụ không chịu thuế giá trị tăng thì số thuế giá trị tăng đầu vào trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định được khấu trừ toàn bộ. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế giá trị gia tăng đầu vào không sử dụng cho đầu tư tài sản cố định, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng, để kê khai khấu trừ theo tỷ lệ phần trăm giữa doanh số chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh số hàng hóa dịch vụ bán ra. Đối với cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư để tiếp tục sản xuất chế biến và có văn bản cam kết tiếp tục sản xuất sản phẩm chịu thuế giá trị tăng, thì được kê khai khấu trừ thuế giá tăng ngay từ giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản. Đối với thuế giá trị tăng đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản, doanh nghiệp đã kê khai khấu trừ hoàn thuế nhưng sau đó xác định không đủ điều kiện khấu trừ hoàn thuế thì doanh nghiệp phải kê khai điều chỉnh nộp lại tiền thuế giá tăng đã khấu trừ hoàn thuế. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện điều chỉnh, qua thanh tra kiểm tra, cơ quan thuế phát hiện ra thì cơ quan thuế sẽ thực hiện truy thu, truy hoàn và xử phạt theo quy định. Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã báo cáo, cam kết giải trình với cơ quan thuế liên quan đến việc khẩu trừ hoàn thuế. Trường hợp cơ sở có bán hàng hóa là sản phẩm nông lâm thủy hải sản chưa qua chế biến hoặc mới qua sơ chế thông thường thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, thì số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ mua vào được tính khấu trừ theo tỷ lệ phần trăm doanh số hàng hóa dịch vụ chịu thuế giá tăng so với tổng doanh số của hàng hóa dịch vụ bán ra. Ví dụ 60. Doanh nghiệp A có dự án đầu tư vườn cây cao su, có phát sinh số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa dịch vụ ở khâu đầu tư xây dựng cơ bản. Doanh nghiệp chưa có sản phẩm làm nguyên liệu để tiếp tục sản xuất chế biến ra sản phẩm chịu thuế giá tăng bao gồm cả sản phẩm chưa qua chế biến xuất khẩu hoặc sản phẩm đã qua chế biến thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Nhưng có dự án xây dựng nhà máy chế biến mũ cao su thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng và cam kết sản phẩm trồng trọt tiếp tục chế biến ra sản phẩm chịu thuế giá trị tăng thì công ty được khấu trừ toàn bộ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Trường hợp doanh nghiệp bán mũ cao su của toàn bộ dự án thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng thì doanh nghiệp không được khấu trừ thuế. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng một phần mũ cao su khai thác của dự án vào sản xuất sản phẩm chịu thuế giá trị tăng, một phần bán ra, thì thực hiện khấu trừ thuế giá trị tăng đầu vào như sau. Thuế giá trị tăng đầu vào của tài sản cố định như vườn cây cao su, nhà máy chế biến, vân vân Doanh nghiệp được khấu trừ toàn bộ, bao gồm cả thuế giá trị tăng phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản. Thuế giá trị tăng đầu vào của hàng hóa dịch vụ thực hiện khấu trừ theo tỷ lệ phần trăm doanh số hàng hóa dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh số của hàng hóa dịch vụ bán ra c đối với cơ sở sản xuất kinh doanh có dự án đầu tư bao gồm cả cơ sở sản xuất kinh doanh mới thành lập vừa đầu tư vào sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng vừa đầu tư vào sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản được tạm khấu trừ theo tỷ lệ phần trăm giữa doanh thu của hàng hóa dịch vụ chịu thuế dĩa tăng so với tổng doanh thu của hàng hóa dịch vụ bán ra theo phương án sản xuất kinh doanh của cơ sở kinh doanh. Số thuế tạm khấu trừ được điều chỉnh theo tỷ lệ phần trăm giữa doanh thu của hàng hóa dịch vụ chịu thuế dĩa tăng so với tổng doanh thu của hàng hóa dịch vụ bán ra trong 3 năm kể từ năm đầu tiên có doanh thu. Ví dụ 61. Doanh nghiệp Z thành lập mới từ dự án đầu tư vào lĩnh vực vận tải. Phương án sản xuất kinh doanh theo dự án đầu tư của doanh nghiệp có doanh thu từ vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt và không bằng xe buýt, từ bán quảng cáo và dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải. Trong đó, doanh thu từ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt chiếm tỷ trọng 30% tổng doanh thu của hàng hóa dịch vụ bán ra. Giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm phương tiện, xây dựng trạm chờ, nhà xưởng kéo dài trong 2 năm từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 5 năm 2016. Trong thời gian 2 năm này, số thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản và của hàng hóa dịch vụ mua vào phục vụ cho việc thành lập doanh nghiệp như chi phí thành lập doanh nghiệp được tạm khấu trừ theo tỷ lệ 70% và được hoàn thuế theo quy định. Riêng thuế giá trị gia tăng của tài sản cố định là xe ô tô đăng ký sử dụng làm xe buýt công cộng không khấu trừ. Doanh nghiệp đi vào hoạt động có doanh thu từ tháng 6 năm 2016 đến hết tháng 5 năm 2019. Tỷ trọng doanh thu từ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong thời gian 3 năm từ tháng 6 năm 2016 chiếm 35% tổng doanh thu của hàng hóa dịch vụ bán ra thì doanh nghiệp kê khai điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng của tài sản cố định đã được khấu trừ, hoàn thuế. Tương ứng với tỷ lệ 5%, tức bằng 70% trừ 65% và tính nộp số điều chỉnh giảm khấu trừ hoàn thuế này vào số thuế giá trị gia tăng của kỳ khai thuế tháng 5 năm 2019. Doanh nghiệp không bị xử phạt chậm nộp và không bị tính lãi chậm nộp đối với số thuế giá trị gia tăng của tài sản cố định được khấu trừ phải điều chỉnh giảm. 5. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất mà doanh nghiệp sử dụng để cho biếu tặng khuyến mại quảng cáo dưới các hình thức phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thì được khấu trừ. 6. Số thuế giá trị gia tăng đã nộp theo quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan được khấu trừ toàn bộ trừ trường hợp cơ quan hải quan xử phạt về gian lận trốn thuế. 7. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa dịch vụ sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng hướng dẫn tại điều 4 thông tư này không được khấu trừ trừ các trường hợp sau. A. Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ mà cơ sở kinh doanh mua vào để sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ cung cấp cho tổ chức cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại hướng dẫn tại khoản 19 điều 4 thông tư này được khấu trừ toàn bộ. B. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa dịch vụ sử dụng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí đến ngày khai thác đầu tiên hoặc ngày sản xuất đầu tiên được khấu trừ toàn bộ. 8. Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai khấu trừ bị sai sót thì được kê khai khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. 9. Số thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định. trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. 10 văn phòng tổng công ty tập đoàn không trực tiếp hoạt động kinh doanh và các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc như bệnh viện trạm xá nhà nghỉ điều dưỡng viện trường đào tạo v v không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng thì không được khấu trừ hay hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa dịch vụ mua vào phục vụ cho hoạt động của các đơn vị này trường hợp các đơn vị này có hoạt động kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thì phải đăng ký kê khai nộp thuế giá trị gia tăng riêng cho các hoạt động này Ví dụ 62. Văn phòng tổng công ty A không trực tiếp sản xuất kinh doanh, sử dụng kinh phí cho các cơ sở trực thuộc đóng góp để hoạt động, nhưng văn phòng tổng công ty có cho thuê nhà, văn phòng phần không sử dụng hết thì văn phòng tổng công ty phải hạch toán kê khai nộp thuế riêng cho hoạt động cho thuê văn phòng. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa dịch vụ phục vụ cho hoạt động của văn phòng tổng công ty không được khấu trừ hay hoàn thuế. 11 Thuế giá trị tăng đầu vào của hàng hóa dịch vụ sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa dịch vụ không kê khai, tính nộp thuế giá trị tăng hướng dẫn tại điều 5 thông tư này, trừ khoảng 2 khoảng 3 điều 5 được khấu trừ toàn bộ. 12. Cơ sở kinh doanh được kê khai khấu trừ thuế giá trị tăng của hàng hóa dịch vụ vào dưới hình thức ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác mà hóa đơn mang tên tổ chức cá nhân được ủy quyền bao gồm các trường hợp sau đây. A. Doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền cho người tham gia bảo hiểm sửa chữa tài sản, chi phí sửa chữa tài sản cùng các vật tư phụ tùng thay thế có hóa đơn giá trị ở tăng, ghi tên người tham gia bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện thanh toán cho người tham gia bảo hiểm phí bảo hiểm tương ứng theo hợp đồng bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm được kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng tương ứng với phần bồi thường bảo hiểm thanh toán theo hóa đơn giá trị ở tăng đứng tên người tham gia bảo hiểm. Trường hợp phần bồi thường bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm thanh toán cho người tham gia bảo hiểm có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng. B. Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức cá nhân thực hiện chi hộ một số tài khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư, thì doanh nghiệp được kê khai khẩu trừ thuế giá trị ở tăng đầu vào theo hóa đơn giá trị ở tăng đứng tên tổ chức cá nhân được ủy quyền và thực hiện thanh toán cho tổ chức cá nhân được ủy quyền qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên. 13. Trường hợp cá nhân tổ chức không kinh doanh có góp vốn bằng tài sản vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thì chứng từ đối với tài sản góp vốn là biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản. Trường hợp tài sản góp vốn là tài sản mới mua chưa sử dụng có hóa đơn hợp pháp được hội đồng giao nhận vốn góp chấp nhận thì giá trị vốn góp được xác định theo giá trị ghi trên hóa đơn bao gồm cả thuế giá trị gia tăng. Bên nhận vốn góp được kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn mua tài sản của bên góp vốn. 14. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng khi chuyển sang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ mua vào phát sinh kể từ kỳ đầu tiên kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi chuyển sang nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, được tính số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ mua vào phát sinh trong thời gian nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế mà chưa khấu trừ hết vào chi phí được trừ. Khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ mua vào phát sinh trong thời gian nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn theo hướng dẫn tại điều 18 thông tư này và theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành. Ví dụ 63. Công ty trách nhiệm hữu hạn A đang áp dụng phương pháp khấu trừ thuế trong năm 2014, 2015 và không đủ điều kiện để áp dụng phương pháp khấu trừ thuế từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Công ty trách nhiệm hữu hạn A đã có hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế từ kỳ tính thuế tháng 11 năm 2014 đến hết kỳ tính thuế tháng 10 năm 2015, kết thúc thời điểm xác định doanh thu để xác định phương pháp tính thuế của năm 2016 và năm 2017. Số thuế đề nghị hoàn là 350 triệu đồng và trên tờ khai thuế trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 11 năm 2015. Công ty trách nhiệm hữu hạn A có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ là 50 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn A được cơ quan thuế xem xét giải quyết hoàn thuế theo quy định đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế đã gửi cơ quan thuế, tức số thuế đề nghị hoàn là 350 triệu đồng. Số thuế đầu vào chưa được khấu trừ trên tờ khai thuế giá tăng của kỳ tính thuế tháng 11 năm 2015 là 50 triệu đồng được tiếp tục kết chuyển sang kỳ tính thuế tháng 12 năm 2015. Trường hợp tại tờ khai thuế giá tăng của kỳ tính thuế tháng 12 năm 2015, công ty còn số thuế giá tăng đầu vào chưa được khấu trừ thì tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. 14A Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa dịch vụ, tài sản cố định phục vụ cho sản xuất như phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tàu đánh bắt xa bờ, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác tiêu thụ trong nước không được kê khai khấu trừ mà tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ, tài sản cố định mua vào thể hiện trên hóa đơn giá trị gia tăng Chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng, không nhập khẩu, phát sinh trước ngày 1 tháng 1 năm 2015, đáp ứng điều kiện khấu trừ, hoàn thuế và thuộc diện hoàn thuế theo quy định tại điều 18 Thông tư số 219 năm 2013, Thông tư Bộ Tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2013 và thông tư này. 15. Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với trường hợp Hóa đơn giá trị gia tăng sử dụng không đúng quy định của pháp luật như hóa đơn giá trị gia tăng không ghi thuế giá trị gia tăng trừ trường hợp đặc thù được dùng hóa đơn giá trị gia tăng ghi giá thanh toán là giá đã có thuế giá trị gia tăng. Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán. Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua, trừ trường hợp hướng dẫn tại khoảng 12 điều này. Hóa đơn chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống, tức không có hàng hóa dịch vụ kèm theo, hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa dịch vụ mua bán hoặc trao đổi. 16. Các trường hợp đặc thù khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính. Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. 1 có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam. 2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa dịch vụ mua vào bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu từ 20 triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng. Hàng hóa dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới 20 triệu đồng, theo giá đã có thuế giá trị gia tăng. Và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức cá nhân ở nước ngoài. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoảng 3 và khoảng 4 điều này. 3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán, mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, như xét, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại, ví điện tử, và các hình thức thanh toán khác theo quy định bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán a à, các chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán hoặc chứng từ thanh toán theo các hình thức không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành không đủ điều kiện để được khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên. B. Hàng hóa dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên theo giá đã có thuế giá trị gia tăng, nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. C. Đối với hàng hóa dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hóa dịch vụ mua từ 20 triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hóa dịch vụ bằng văn bản, hóa đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hóa dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng thì cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Trường hợp khi thanh toán cơ sở kinh doanh không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh phải kê khai điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng đã được khấu trừ đối với phần giá trị hàng hóa dịch vụ không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh thuế giá trị gia tăng đã kê khai khấu trừ 4. các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào gồm a trường hợp hàng hóa dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa dịch vụ bán ra vay mượn hàng mà phương pháp thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ giữa hàng hóa dịch vụ mua vào với hàng hóa dịch vụ bán ra vay mượn hàng trường hợp bù trừ công nợ qua bên thứ ba phải có biên bản bù trừ công nợ của ba bên làm căn cứ khấu trừ thuế b trường hợp hàng hóa dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ công nợ như vay mượn tiền cấn trừ công nợ qua người thứ ba mà phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có hợp đồng vay mượn dưới hình thức văn bản được lập trước đó và có chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của bên cho vay sang tài khoản của bên đi vay đối với khoản vay bằng tiền bao gồm cả trường hợp bù trừ giữa giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào với khoản tiền mà người bán hỗ trợ cho người mua hoặc nhờ người mua chi hộ c trường hợp hàng hóa dịch vụ mua vào được thanh toán ủy quyền cho bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định thì việc thanh toán theo ủy quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật. Trường hợp sau khi thực hiện các hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. D Trường hợp hàng hóa dịch vụ mua vào được thanh toán qua ngân hàng vào tài khoản của bên thứ ba, mở tại kho bạc nhà nước để thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản do tổ chức cá nhân khác đang nắm giữ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì cũng được khấu trừ thuế giá trị đã tăng đầu vào. Ví dụ 68, công ty A mua hàng của công ty B và công ty A đang còn nợ tiền hàng của công ty B, tuy nhiên công ty B đang còn nợ tiền thuế và ngân sách nhà nước căn cứ luật quản lý thuế, cơ quan thuế thực hiện thu tiền tài sản của công ty B do công ty A đang nắm giữ để thi hành quyết định hành chính thuế, thì khi công ty A chuyển tiền vào tài khoản thu ngân sách cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng. Số thuế sẽ chỉ ở tăng đầu vào tương ứng với doanh số của hàng hóa mua vào được kê khai khấu trừ. Ví dụ 69, công ty C thực hiện ký hợp đồng kinh tế với công ty D về việc cung cấp hàng hóa và công ty D đang còn nợ tiền của công ty C. Thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc yêu cầu thu toàn bộ số tiền mà công ty D đang còn nợ công ty C để chuyển vào tài khoản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mở tại kho bạc nhà nước để giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa giữa công ty C và đối tác. Khi công ty D chuyển trả số tiền vào tài khoản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việc chuyển tiền này không được quy định cụ thể trong hợp đồng mua bán giữa công ty C và công ty D thì trường hợp này cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng. Số thuế giá trị gia tăng đầu vào tương ứng với doanh số của hàng hóa mua vào được kê khai khấu trừ. 5. Trường hợp mua hàng hóa dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế giá trị gia tăng. Trường hợp người nộp thuế là cơ sở kinh doanh có các cửa hàng là các đơn vị phụ thuộc sử dụng chung mã số thuế và mẫu hóa đơn của cơ sở kinh doanh. Trên hóa đơn có tiêu thức cửa hàng số để phân biệt các cửa hàng của cơ sở kinh doanh và có đóng dấu treo của từng cửa hàng thì mỗi cửa hàng là một nhà cung cấp. Điều 16. Điều kiện khấu trừ hoàn thuế đầu vào của hàng hóa dịch vụ xuất khẩu. Hàng hóa dịch vụ xuất khẩu trừ các trường hợp hướng dẫn điều 17 thông tư này để được khấu trừ thuế hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục nêu tại khoảng 2 điều 9 và khoảng 1 điều 15 thông tư này cụ thể như sau. 1 hợp đồng bán hàng hóa gia công hàng hóa đối với trường hợp gia công hàng hóa cung ứng dịch vụ cho tổ chức cá nhân nước ngoài đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu là hợp đồng ủy thác xuất khẩu và biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác xuất khẩu trường hợp đã kết thúc hợp đồng hoặc biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa bên ủy thác xuất khẩu và bên nhận ủy thác xuất khẩu có ghi rõ số lượng chủng loại sản phẩm giá trị hàng ủy thác đã xuất khẩu Số ngày hợp đồng xuất khẩu của bên nhận ủy thác xuất khẩu ký với nước ngoài, số ngày, số tiền ghi trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng với nước ngoài của bên nhận ủy thác xuất khẩu, số ngày, số tiền ghi trên chứng từ thanh toán của bên nhận ủy thác xuất khẩu thanh toán cho bên ủy thác xuất khẩu, số ngày tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu của bên nhận ủy thác xuất khẩu. 2 Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu. Đối với cơ sở kinh doanh xuất khẩu sản phẩm phần mềm dưới các hình thức, tài liệu, hồ sơ, cơ sở dữ liệu đóng gói cứng để được khấu trừ hoàn thuế giá trị tăng đầu vào, cơ sở kinh doanh phải đảm bảo thủ tục về tờ khai hải quan như đối với hàng hóa thông thường riêng các trường hợp sau không cần tờ khai hải quan đối với cơ sở kinh doanh xuất khẩu dịch vụ phần mềm qua phương tiện điện tử thì không cần có tờ khai hải quan cơ sở kinh doanh phải thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục xác nhận bên mua đã nhận được dịch vụ phần mềm xuất khẩu qua phương tiện điện tử theo đúng quy định của pháp luật về thương mại điện tử hoạt động xây dựng lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan Cơ sở kinh doanh cung cấp điện, nước, văn phòng phẩm và hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất gồm lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, bao gồm cả bảo hộ lao động như quần áo, mũ, giày, ủng, găng tay. 3. Hàng hóa dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng. A. À, Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài khoản của bên nhập khẩu sang tài khoản mang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu. Trường hợp thanh toán chậm trả phải có thỏa thuận ghi trong hợp đồng xuất khẩu. Đến thời hạn thanh toán, cơ sở kinh doanh phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Trường hợp ủy thác xuất khẩu thì phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng của phía nước ngoài cho bên nhận ủy thác và bên nhận ủy thác phải thanh toán tiền hàng xuất khẩu qua ngân hàng cho bên ủy thác. Trường hợp bên nước ngoài thanh toán trực tiếp cho bên ủy thác xuất khẩu thì bên ủy thác phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng và việc thanh toán như trên phải được quy định trong hợp đồng. B các trường hợp thanh toán dưới đây cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng. B.1. Trường hợp hàng hóa dịch vụ xuất khẩu được thanh toán cấn trừ vào khoản tiền vay nợ nước ngoài, cơ sở kinh doanh phải có đủ điều kiện, thủ tục, hồ sơ như sau. Hợp đồng vay nợ đối với những khoản vay tài chính có thời hạn dưới một năm, hoặc giấy xác nhận đăng ký khoản vay của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với những khoản vay trên một năm. Chứng từ chuyển tiền của phía nước ngoài vào Việt Nam qua ngân hàng, Phương thức thanh toán hàng hóa dịch vụ xuất khẩu cấn trừ vào khoản nợ vay nước ngoài phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu. Bản xác nhận của phía nước ngoài về cấn trừ khoản nợ vay. Trường hợp sau khi cấn trừ giá trị hàng hóa dịch vụ xuất khẩu vào khoản nợ vay của nước ngoài có chênh lệch thì số tiền chênh lệch phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại điểm này. B.2 Trường hợp cơ sở kinh doanh xuất khẩu sử dụng tiền thanh toán hàng hóa dịch vụ xuất khẩu để góp vốn với cơ sở nhập khẩu ở nước ngoài, cơ sở kinh doanh phải có đủ điều kiện thủ tục hồ sơ như sau: Hợp đồng góp vốn. Việc sử dụng tiền thanh toán hàng hóa dịch vụ xuất khẩu để góp vốn vào cơ sở nhập khẩu ở nước ngoài phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu. Trường hợp số tiền góp vốn nhỏ hơn doanh thu hàng hóa xuất khẩu thì số tiền chênh lệch phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại điểm này. B.3 Trường hợp phía nước ngoài ủy quyền cho bên thứ ba là tổ chức cá nhân ở nước ngoài thực hiện thanh toán thì việc thanh toán theo ủy quyền phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu, phụ lục hợp đồng và văn bản điều chỉnh hợp đồng nếu có. B.4. Trường hợp phía nước ngoài yêu cầu bên thứ ba là tổ chức ở Việt Nam thanh toán bù trừ công nợ với phía nước ngoài bằng thực hiện thanh toán qua ngân hàng số tiền phía nước ngoài phải thanh toán cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu và việc yêu cầu thanh toán bù trừ công nợ nêu trên có quy định trong hợp đồng xuất khẩu, phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng nếu có và có chứng từ thanh toán là giấy báo có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của bên thứ ba. Đồng thời bên xuất khẩu phải xuất trình bản đối chiếu công nợ có xác nhận của bên nước ngoài và bên thứ ba. B.5. Trường hợp phía nước ngoài bên nhập khẩu ủy quyền cho bên thứ ba là tổ chức cá nhân ở nước ngoài thực hiện thanh toán bên thứ ba yêu cầu tổ chức ở việt nam tức bên thứ tư thanh toán bù trừ công nợ với bên thứ ba bằng việc thực hiện thanh toán qua ngân hàng số tiền bên nhập khẩu phải thanh toán cho cơ sở kinh doanh việt nam xuất khẩu thì cơ sở kinh doanh xuất khẩu phải có đủ các điều kiện hồ sơ như sau hợp đồng xuất khẩu phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng nếu có quy định việc ủy quyền thanh toán bù trừ công nợ giữa các bên. Chứng từ thanh toán là giấy báo có của ngân hàng về số tiền cơ sở kinh doanh Việt Nam xuất khẩu nhận được từ tài khoản của bên thứ tư. Bản đối chiếu công nợ có xác nhận của các bên liên quan giữa cơ sở kinh doanh xuất khẩu với bên nhập khẩu, giữa bên thứ ba ở nước ngoài với bên thứ tư là tổ chức ở Việt Nam. B.6. Trường hợp phía nước ngoài ủy quyền cho văn phòng đại diện tại Việt Nam thực hiện thanh toán vào tài khoản của bên xuất khẩu và việc ủy quyền thanh toán nêu trên có quy định trong hợp đồng xuất khẩu như phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng nếu có. B.7. Trường hợp phía nước ngoài trừ trường hợp phía nước ngoài là cá nhân, thanh toán từ tài khoản tiền gửi vãng lai like của phía nước ngoài mở tại các tổ chức tín dụng tại Việt Nam thì việc thanh toán này phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu tức phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng nếu có. Chứng từ thanh toán là giấy báo có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản vãng lai của người mua phía nước ngoài đã ký hợp đồng. Trường hợp xuất khẩu cho người mua phía nước ngoài là doanh nghiệp tư nhân và việc thanh toán thông qua tài khoản vãng lai của chủ doanh nghiệp tư nhân mở tại tổ chức tín dụng ở Việt Nam và được quy định trong hợp đồng xuất khẩu, tức phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng nếu có thì được xác định là thanh toán qua ngân hàng. Cơ quan thuế khi kiểm tra việc khấu trừ hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu thanh toán qua tài khoản vãng lai cần phối hợp với tổ chức tín dụng nơi người mua phía nước ngoài mở tài khoản để đảm bảo việc thanh toán chuyển tiền thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật. Người nhập cảnh mang tiền qua biên giới phải kê khai rõ số tiền mang theo là tiền thanh toán cụ thể đối với từng hợp đồng mua bán hàng hóa và tờ khai xuất khẩu hàng hóa đồng thời xuất trình hợp đồng mua bán hàng hóa, tờ khai xuất khẩu để công chức hải quan kiểm tra đối chiếu. Trường hợp người nhập cảnh không phải là đại diện doanh nghiệp nước ngoài trực tiếp ký hợp đồng mua bán với doanh nghiệp Việt Nam thì phải có giấy ủy quyền, bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh cùng với bản chính bằng tiếng của nước có đường biên giới cửa khẩu tiếp giáp của tổ chức cá nhân nước ngoài đã ký hợp đồng mua bán nêu trên. Giấy ủy quyền này chỉ áp dụng cho một lần mang tiền vào Việt Nam và phải ghi rõ số lượng tiền mang vào theo hợp đồng mua bán cụ thể. B.8. Trường hợp phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng nhưng số tiền thanh toán trên chứng từ không phù hợp với số tiền phải thanh toán như đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc phụ luật hợp đồng thì nếu số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng có trị giá nhỏ hơn số tiền phải thanh toán như đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc phụ luật hợp đồng thì cơ sở kinh doanh phải giải trình rõ lý do như phí chuyển tiền của ngân hàng điều chỉnh giảm giá do hàng kém chất lượng hoặc thiếu hụt đối với trường hợp này phải có văn bản thỏa thuận giảm giá giữa bên mua và bên bán nếu số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng có trị giá lớn hơn số tiền phải thanh toán như đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng thì cơ sở kinh doanh phải giải trình rõ lý do như thanh toán một lần cho nhiều hợp đồng ứng trước tiền hàng vân vân Cơ sở kinh doanh phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các lý do giải trình với cơ quan thuế và các văn bản điều chỉnh nếu có. B.9. Trường hợp phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng nhưng chứng từ thanh toán qua ngân hàng không đúng tên ngân hàng phải thanh toán đã thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu nội dung chứng từ thể hiện rõ tên người thanh toán, tên người thụ hưởng, số hợp đồng xuất khẩu, giá trị thanh toán phù hợp với hợp đồng xuất khẩu đã được ký kết, thì được chấp nhận là chứng từ thanh toán hợp lệ. B.10. Trường hợp cơ sở kinh doanh xuất khẩu hàng hóa dịch vụ cho bên nước ngoài tức bên thứ ba, đồng thời nhập khẩu hàng hóa dịch vụ với bên nước ngoài khác hoặc mua hàng với tổ chức cá nhân ở Việt Nam tức bên thứ ba, nếu cơ sở kinh doanh có thỏa thuận với bên thứ hai và bên thứ ba về việc bên thứ hai thực hiện thanh toán qua ngân hàng cho bên thứ ba, số tiền mà cơ sở kinh doanh còn phải thanh toán cho bên thứ ba thì việc bù trừ thanh toán giữa các bên phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu hoặc hợp đồng mua hàng, như phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng nếu có. Và cơ sở kinh doanh phải xuất trình bản đối chiếu công nợ có xác nhận của các bên liên quan giữa cơ sở kinh doanh với bên thứ hai, giữa cơ sở kinh doanh với bên thứ ba. B.11 Trường hợp hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài nhưng vì lý do khách quan phía nước ngoài từ chối không nhận hàng và cơ sở kinh doanh tìm được khách hàng mới cùng quốc gia với khách hàng ký kết hợp đồng mua bán ban đầu để bán lô hàng trên thì hồ sơ hoàn thuế gồm toàn bộ hồ sơ xuất khẩu liên quan đến hợp đồng xuất khẩu ký kết với khách hàng ban đầu như hợp đồng tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu hóa đơn công văn giải trình của cơ sở kinh doanh lý do có sự sai khác tên khách hàng mua trong đó cơ sở kinh doanh cam kết tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đảm bảo không có gian lận toàn bộ hồ sơ xuất khẩu liên quan đến hợp đồng xuất khẩu ký kết với khách hàng mới như hợp đồng hóa đơn bán hàng, chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định và các chứng từ khác nếu có. C. Các trường hợp thanh toán khác đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu theo quy định của chính phủ. C.1. Trường hợp xuất khẩu lao động mà cơ sở kinh doanh xuất khẩu lao động thu tiền trực tiếp của người lao động thì phải có chứng từ thu tiền của người lao động. C.2 trường hợp cơ sở kinh doanh xuất khẩu hàng hóa để bán tại hội trợ triển lãm ở nước ngoài nếu thu và chuyển về nước bằng tiền mặt ngoại tệ tại nước tổ chức hội trợ triển lãm thương mại cơ sở kinh doanh phải có chứng từ kê khai với cơ quan hải quan về tiền ngoại tệ thu được do bán hàng hóa chuyển về nước và chứng từ nộp tiền vào ngân hàng tại việt nam c.3 trường hợp xuất khẩu hàng hóa dịch vụ để trả nợ nước ngoài cho chính phủ thì phải có xác nhận của ngân hàng ngoại thương về lô hàng xuất khẩu đã được phía nước ngoài chấp nhận trừ nợ hoặc xác nhận bộ chứng từ đã được gửi cho phía nước ngoài để trừ nợ. Chứng từ thanh toán thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. C.4. Trường hợp hàng hóa dịch vụ xuất khẩu thanh toán bằng hàng là trường hợp xuất khẩu hàng hóa kể cả gia công hàng hóa xuất khẩu, dịch vụ cho tổ chức cá nhân nước ngoài gọi tắt là phía nước ngoài nhưng được thanh toán giữa doanh nghiệp Việt Nam và phía nước ngoài bằng hình thức bù trừ giữa giá trị hàng hóa dịch vụ xuất khẩu tiền công gia công hàng hóa xuất khẩu với giá trị hàng hóa dịch vụ mua của phía nước ngoài hàng hóa dịch vụ xuất khẩu thanh toán bằng hàng phải có thêm thủ tục hồ sơ như sau phương thức thanh toán đối với hàng xuất khẩu bằng hàng phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu hợp đồng mua hàng hóa dịch vụ của phía nước ngoài tờ khai hải quan về hàng hóa nhập khẩu thanh toán bù trừ với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu Văn bản xác nhận với phía nước ngoài về việc số tiền thanh toán bù trừ giữa hàng hóa dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa nhập khẩu dịch vụ mua của phía nước ngoài. Trường hợp sau khi thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa dịch vụ xuất khẩu và giá trị hàng hóa dịch vụ nhập khẩu có chênh lệch, số tiền chênh lệch phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tài khoản này. C.5. Trường hợp xuất khẩu hàng hóa sang các nước có chung biên giới theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước. C.6. Một số trường hợp hàng hóa dịch vụ xuất khẩu có hình thức thanh toán khác theo quy định của pháp luật có liên quan. D. Các trường hợp xuất khẩu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng được khấu trừ hoàn thuế. D.1 đối với trường hợp bên nước ngoài mất khả năng thanh toán cơ sở xuất khẩu hàng hóa phải có văn bản giải trình rõ lý do và được sử dụng một trong số các giấy tờ sau để thay thế cho chứng từ thanh toán qua ngân hàng tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu từ việt nam đã đăng ký với cơ quan hải quan tại nước nhập khẩu hàng hóa một bản sao hoặc đơn khởi kiện đến tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền tại nước nơi người mua cư trú kèm giấy thông báo hoặc kèm giấy tờ có tính chất xác nhận của cơ quan này về việc thụ lý đơn khởi kiện, một bản sao, hoặc phán quyết thắng kiện của tòa án nước ngoài cho cơ sở kinh doanh, một bản sao, hoặc giấy tờ của tổ chức có thẩm quyền nước ngoài xác nhận hoặc thông báo bên mua nước ngoài phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, một bản sao. D.2. Đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu không đảm bảo chất lượng phải tiêu hủy cơ sở xuất khẩu hàng hóa phải có văn bản giải trình rõ lý do và được sử dụng biên bản tiêu hủy hoặc giấy tờ xác nhận việc tiêu hủy hàng hóa ở nước ngoài của cơ quan thực hiện tiêu hủy một bản sao kèm chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với chi phí tiêu hủy thuộc trách nhiệm chi trả của cơ sở xuất khẩu hàng hóa hoặc kèm giấy tờ chứng minh chi phí tiêu hủy thuộc trách nhiệm của người mua hoặc bên thứ ba một bản sao Trường hợp người nhập khẩu hàng hóa phải đứng ra làm thủ tục tiêu hủy tại nước ngoài, thì biên bản tiêu hủy hoặc giấy tờ xác nhận việc tiêu hủy ghi tên người nhập khẩu hàng hóa. D.3. Đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu bị tổn thất, cơ sở xuất khẩu hàng hóa phải có văn bản giải trình rõ lý do và được sử dụng một trong số các giấy tờ sau để thay thế cho chứng từ thanh toán qua ngân hàng giấy xác nhận việc tổn thất ngoài biên giới việt nam của cơ quan có thẩm quyền liên quan một bản sao hoặc biên bản xác nhận tổn thất hàng hóa trong quá trình vận chuyển ngoài biên giới việt nam nêu rõ nguyên nhân tổn thất một bản sao nếu cơ sở xuất khẩu hàng hóa đã nhận được tiền bồi thường hàng hóa xuất khẩu bị tổn thất ngoài biên giới việt nam thì phải gửi kèm chứng từ thanh toán qua ngân hàng về số tiền nhận được một bản sao Bản sao các loại giấy tờ hướng dẫn tại các điểm D.1, D.2 và D.3 khoảng này. Bản sao có xác nhận sao y bản chính của cơ sở xuất khẩu hàng hóa. Trường hợp ngôn ngữ sử dụng trong các chứng từ giấy tờ xác nhận của bên thứ ba thay thế cho chứng từ thanh toán qua ngân hàng, không phải là tiếng Anh hoặc không có tiếng Anh, thì phải có một bản dịch công chứng gửi kèm. Trường hợp các bên liên quan phát hành sử dụng và lưu trữ chứng từ dưới dạng điện tử thì phải có bản in bằng giấy. Cơ sở xuất khẩu hàng hóa tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của các loại giấy tờ thay thế cho chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho các trường hợp nêu trên. 4. Hóa đơn thương mại, ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan. Điều 17 Điều kiện khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với một số trường hợp hàng hóa được coi như xuất khẩu. 1. Hàng hóa gia công chuyển tiếp theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán gia công hàng hóa với nước ngoài. A. Hợp đồng gia công xuất khẩu và các phụ kiện hợp đồng nếu có ký với nước ngoài, trong đó ghi rõ cơ sở nhận hàng tại Việt Nam. B. Hóa đơn giá trị gia tăng ghi rõ giá gia công và số lượng hàng gia công trả nước ngoài theo giá quy định trong hợp đồng ký với nước ngoài và tên cơ sở nhận hàng theo chỉ định của phía nước ngoài. C. Phiếu chuyển giao sản phẩm gia công chuyển tiếp gọi tắt là phiếu chuyển tiếp có đủ xác nhận của bên giao bên nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp và xác nhận của hải quan quản lý hợp đồng gia công của bên giao bên nhận. D. Hàng hóa gia công cho nước ngoài phải thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại điều 16 thông tư này. Về thủ tục giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp và phiếu chuyển tiếp thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan. Ví dụ 70. Công ty A ký hợp đồng gia công với nước ngoài 200.000 đôi đế giày xuất khẩu. Giá gia công là 800 triệu đồng. Hợp đồng ghi rõ giao đế giày cho công ty B tại Việt Nam để sản xuất ra giày hoàn chỉnh. Trường hợp này công ty A thuộc đối tượng gia công hàng xuất khẩu chuyển tiếp. Khi lập chứng từ chuyển giao sản phẩm đế giày cho công ty B, công ty A ghi rõ số lượng, chủng loại, quy cách sản phẩm đã giao, toàn bộ doanh thu gia công đế giày 800 triệu đồng nhận được, tính thuế giá trị gia tăng là 0%. 2. Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật. A. Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng gia công có chỉ định giao hàng tại Việt Nam. B tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu tại chỗ đã làm xong thủ tục hải quan. C. Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn xuất khẩu ghi rõ tên người mua phía nước ngoài, tên doanh nghiệp nhận hàng và địa điểm giao hàng tại Việt Nam. D. Hàng hóa bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao tại Việt Nam phải thanh toán qua ngân hàng bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại khoảng 3 điều 16 thông tư này. Trường hợp người nhập khẩu tại chỗ được phía nước ngoài ủy quyền thanh toán cho người xuất khẩu tại chỗ thì đồng tiền thanh toán thực hiện theo quy định của pháp luật về ngoại hối. D. Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với quy định tại giấy phép đầu tư. 3. Hàng hóa vật tư do doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài thì thủ tục hồ sơ để doanh nghiệp Việt Nam thực hiện công trình xây dựng tại nước ngoài được khấu trừ hoặc hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào phải đáp ứng các điều kiện sau. A. Tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 điều 16 thông tư này. B. Hàng hóa vật tư xuất khẩu phải phù hợp với danh mục hàng hóa xuất khẩu để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài do giám đốc doanh nghiệp Việt Nam thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài phê duyệt. C. Hợp đồng ủy thác xuất khẩu đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu. 4 Hàng hóa vật tư do cơ sở kinh doanh trong nước bán cho doanh nghiệp Việt Nam để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài và thực hiện giao hàng hóa tại nước ngoài theo hợp đồng ký kết, thì thủ tục hồ sơ để cơ sở kinh doanh trong nước bán hàng thực hiện khấu trừ hoặc hoàn thuế giá trị ở tăng đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu phải đáp ứng các điều kiện sau. A. Tờ khai hải quan theo quy định tại khoảng 2 điều 16 thông tư này. B. Hàng hóa vật tư xuất khẩu phải phù hợp với danh mục hàng hóa xuất khẩu để công trình xây dựng ở nước ngoài do giám đốc doanh nghiệp Việt Nam thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài phê duyệt. C. Hợp đồng mua bán ký giữa cơ sở kinh doanh trong nước và doanh nghiệp Việt Nam thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài, trong đó ghi rõ về điều kiện giao hàng, số lượng chủng loại và giá trị hàng hóa. D. Hợp đồng ủy thác đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu. D. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng. E. Hóa đơn giá trị gia tăng bán hàng hóa. Các trường hợp cơ sở kinh doanh có hàng hóa xuất khẩu hoặc hàng hóa được coi như xuất khẩu hướng dẫn tại điều 16, điều 17 thông tư này, nếu đã có xác nhận của cơ quan hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhưng không có đủ các thủ tục hồ sơ khác đối với từng trường hợp cụ thể thì không phải tính thuế giá trị gia tăng đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Riêng đối với trường hợp hàng hóa gia công chuyển tiếp và hàng hóa xuất khẩu tại chỗ nếu không có đủ một trong các thủ tục hồ sơ theo quy định thì phải tính và nộp thuế giá trị gia tăng như hàng hóa tiêu thụ nội địa. Đối với cơ sở kinh doanh có dịch vụ xuất khẩu nếu không đáp ứng điều kiện về thanh toán qua ngân hàng hoặc được coi như thanh toán qua ngân hàng thì không được áp dụng thuế xuất, thuế giá trị gia tăng 0%, không phải tính thuế giá trị gia tăng đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế đầu vào.